Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn hôm nay cùng chúng tôi tiếp tục đi tìm mua những cây sưa đỏ. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi kiểm tra, khoan kiểm tra những cây sưa đỏ, cây nào đủ tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ thu mua. Những cây sưa đủ tiêu chuẩn là nõi 10 trở lên thì chúng tôi mới thu mua. Còn dưới 10, 8, 9 thì không thu mua nữa. Đo vanh nha nè. 6, 17. 6, 17. 6. Bình thường. Cái bên. Cái bên thì 60. Có vết khoan chưa? Có vết khoan chưa? Nhìn. À, mới khoan à? Cũng khoan lâu thì không chọc được nữa rồi. Tương đối, cái này tương đối. Phải 71 là được thế, rồi. Thế thì là bao nhiêu tiền một cái cây như thế này? Nó phụ thuộc vào lõi mà. Hả? Phụ thuộc vào lõi. À, phải lõi à? Được. Chứ không phải là đo này mà biết được thế tiền. Lõi to thì nhiều tiền, lõi bé thì ít tiền. À, thế điều là một cây để lấy lõi. Vâng. Alo. Khoan bên trên, khoan dưới gốc. Đấy là cái chóp, mất cái nóc nhà. Chúng tôi khoan kiểm tra cả dưới gốc, lẫn khoan kiểm tra cả trên cành, trên ngọn. Xem nõi mà trên cao như thế nào. Đã là thợ sưa, những anh thợ mua sưa đều phải biết trèo, mà trèo giỏi. Chúng tôi khoan kiểm tra những cây nào đạt yêu cầu, nõi ở tầm bằng ngực, nõi tầm bằng ngực đến bằng cổ là lõi 10 thì chúng tôi sẽ thu mua. Chứ không phải là nõi ở dưới gốc, mà nõi ở cách gốc tầm 1m7, 1m8, 1m5 mà đã đạt được 10 thì chúng tôi sẽ thu mua. Những cây đạt yêu cầu nõi ở tầm bằng ngực mà được 10 rồi ấy, thì chúng tôi sẽ trèo lên để khoan ở trên ngọn xem lõi được bao nhiêu nữa. Chúng tôi sẽ để dự kiến để cắt đến đâu. Bây giờ ta sang thăm cây sưa cổ thụ. Đây là cây sưa hơn 20 năm tuổi. Khoan trên cành trên kia loại 10, hơn 10. Cây to chứ. Già lắm rồi đấy. Nhìn cái cành của nó kia. 20 năm rồi, hơn 20 năm. 20 năm, hơn 20 năm rồi. Cây sưa này chúng tôi đã giả 200 triệu. Nhưng chủ nhà vẫn chưa bán. Cây sưa này rất là to, rất đẹp. Nhìn cái tán, tôi cho các bạn xem cái tán cây rất là đẹp, rất là già sưa. Đây. Phong lan đây. Các bạn chiêm ngưỡng xem cây sưa 200 triệu. Cây này vanh bằng ngực cũng đã 100. Đây, vanh ở chỗ này đã 100.
chúng tôi đã tính toán và giả 200 triệu nhưng chủ nhà vẫn chưa bán. 200 triệu vẫn chưa bán. Chủ nhà đang đòi cây này là 300 triệu. Chúng tôi đã giả 200 nhưng chủ nhà không bán, đòi 300 triệu. Rất là vĩ đại, vanh tầm này nó đã là 100 rồi. Bây giờ cây xưa vanh 100 ở cái vùng này thì rất hiếm. Rất hiếm. Cho nên là rất giá trị. Những cây như thế này là có tiền mấy trăm triệu rồi. Nếu như bà con và các bạn mà có những cây xưa đẹp to như thế này thì sẽ được một món tiền. Được một món tiền. Thậm chí có những cây xưa bây giờ vẫn có những cây xưa tiền tỷ. Như cây này là đang đặt ở là 300 triệu, chúng tôi đã giả 200 nhưng chưa bán. Bây giờ các thợ sẽ đào những cây xưa đã kiểm tra đủ tiêu chuẩn. Những cây xưa đã kiểm tra đủ tiêu chuẩn lõi 10 trở lên là sẽ khai thác. Hết rồi chưa? Quay đi. Đấy, đúng đấy. Mùa xưa cao nhất của miền Bắc anh em nhá. Anh em nào bán thì liên hệ nhá. Bán xưa thì liên hệ. Bán xưa. Mẹ với cháu đang muốn trồng cây dừa. Là trồng cây cơm. Đầu tiên là dừa chi. Trồng cây dừa chưa? Đấy, sửa loại tỏ thế. 0976 950 007 nhá. Thế là chưa? Ok nhá. Các anh em thợ khênh vác cây dừa ra ngoài đường để chờ xe đến lấy. Chờ xe. Những cây dừa đủ tiêu chuẩn đã được khai thác mang ra rìa đường rồi. Bây giờ nõi ở trên ngọn này còn 4-5 phân là chúng tôi bỏ. Trước ngày nó đắt thì là lấy đấy. Bà con và các bạn ai có nhu cầu có những cây xưa bán thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình để được bán cho các anh em thợ với giá cao nhất. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.